mọi người đi đánh bắt rất là nhiều nhá. Có bị ốm đau gì không hả em? Ốm à? Quay mặt bạn này cho các bạn xem nhé. Đấy, xin gái. Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Thầy Giáo Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì trời lại mưa khá là to vào buổi chiều. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục vào xem bà con ở trong này đánh bắt cá nha các bác nhé. Đấy, qua quan sát thì mình thấy hôm nay là mọi người lại đánh bắt theo cách khác rồi. Đó là có chài các bác. Đấy, hôm nay chị này là có một cái chài và ở dưới kia mình thấy có một người cũng có chài để đánh. Thì không biết là dùng chài đánh hiệu quả hay là dùng cái vợt xúc xúc kia hiệu quả. Thì bây giờ anh em mình cùng theo chân mọi người đi đánh bắt cá nha các bạn nhá. Được không chị ơi? Đó xem nào. Ồ, xem đánh chài xem được nhiều không? Chị thử. Vâng. Mới xuống à chị? Mới. Ừ. Không có dây à chị? Không có dây à? Có. Đấy. Bé Linh nhỉ? Linh hay là gì? Ở đây. Linh. Linh Linh. Đâu? Có không? Có không? Đánh chài thì lại phải có mang một cái rổ đi cùng à? Không thì nó xa. Quá nhìn này. Dây hết rồi. Dây hết rồi. Thế nhỉ? Đấy. Đấy, cái này móm mất rồi. Đấy, cái tôn này đứt chân đấy. Chắc chài không hiệu quả. Ui, cái tôn này sợ lắm. Nó đứt. Ui, sâu đấy. Đây. Ở đây con ở đây con gái biết đánh chài hết đấy nhỉ? Có biết à? Cún biết đánh chưa? À, Linh biết đánh chưa? Úi thôi được con to đấy. Đâu mà con. Ui, con đá. Con đá. Đá này to quá nhỉ. Tưởng con ba ba như này tốt rồi. Trước họ đi soi được một con ba ba mà. Thế ở đây á? Ừ, dưới này. À. Chắc nó ở sông lên đấy nhỉ? Ở chỗ này có một con to ăn đúng thế ra đâu ấy. Trước em về ra rồi em còn không biết em còn lấy dao đi đâu có được đâu. Lấy ba ba, lấy dao đi đập ba ba. Ủa, thế thì sao mà bắt em được? Biết. Em đâu có bắt nó chảy vào rồi. Chảy xuống trong vũng sâu này à? Ừ. Ừ, hôm nay sâu ấy nhỉ chỗ này. Hai đứa này xúc được không? Ừ. Được con nào chưa? Ui ôi, đi trước xong rồi xúc sau rồi làm sao mà được. Dưới kia xem nào. Đấy. Mấy hôm nay lũ nó cũng sạch sạch rồi nhờ. Ui ôi. Ngã đấy. À. Ở dưới kia lại đuổi tiếp à? Chắc quăng chài không được cái sao? Đi theo chị này để quăng ngay đây à? Kiểu lũ này nó chui vào gần bờ ấy nhỉ? Úi, được không được không? Chả thấy con gì này? Còn đấy hai con cá trắng. Bên đấy thì cá toàn da luôn này, rách hết này, nhìn này. Chảy rách mất rồi. Ô thế gì? Thế thì lâu lâu có con nó mắt mù rồi nó dính vào rồi. Hôm nay không được nhiều bằng hôm đi xúc nhỉ? Ôi rồi bạn nghe đi vào đi một tí trôi đấy. Ăn cái mát này à? Đấy thì á phết nhỉ? Xúc ở gần bờ thôi, ra giữa dòng trôi đấy. Ừ.
Biết bơi hết chưa mấy đứa này? Biết hết rồi. Đi tắm suối ở mầm rồi nhỉ? Cái này đi tắm suối ở mầm ấy. Giỏi lắm, cái con ở trong bản. Thằng siêu nhân. Đấy, đuổi đi. À, mấy đứa đuổi đi, đuổi chắc là. Đấy, để bác hộ đuổi. Chu chu chu. Linh này, tắm mát nhờ. Tí lạnh đấy. Đây là. Nó chạy vào chưa? À, nhấc đi, nhấc đi, nhấc đi. Ui ui. Có không? Ô, cá trắng rồi, cá bé tí rồi. Không có nhiều. Này, toàn cá bé đây nhỉ? Ui, sâu thế cả. Mắc à? Lạnh rồi. Lạnh đấy. Ui giời. Mà lẻ, mà lẻ. Đâu? Có không, có không? Không có nữa. Ở phía dưới này không có mấy nhỉ? Thì xúc ăn thua hơn đấy. Con cầm đi lồi đi, sao biết đánh nữa. Ừ. Nó chạy hết rồi. Người nhiều hơn cá rồi. Cứ quẩn quẩn như có thôi. Nước ít đánh được nhiều cá hơn hay là nhiều nước đánh được cá hả chị? À, nước ít là không có mấy đúng không? Ừ. Mà nước là ngu to ấy, chỉ đánh bắt thôi. Ờ. Nó xuống mình cũng xuống được lấy. Đánh chài tôi không. Nước to đánh chài mất chài đấy nhỉ? À, lạnh ra. Con này lạnh ra. Ôi giời. Linh lên đâu nào, kéo lên nào. Đấy. À, đại ca Vi. Đại ca Vi đi lấy củi. Thế hôm nay nước khá là to nên là đánh bắt hơi khó các bạn. Không có. Thế hôm nào chị xúc hay là đánh chài? Hôm nào xúc được nhiều hơn à? Đấy, cái hôm mà được nhiều mình lại không vào. Không à, cho cơm xong là cho anh đi đánh chài. Cứ xong xuống được anh. Ai? Thế là thường thường là xúc được nhiều hơn à? Cái đánh chài lại không được mấy. Ừ. Em tưởng đánh chài nó phải được nhiều hơn nhé. Rồi, chài này rách á quá nhỉ. Hỏng hết chài rồi. Ôi giời. Toàn móm rồi. Này xúc thôi. Bùm. Tôi phải chết mẹ đi. Chưa thấy con gì. Móm rồi. Rách quá. Đấy, chỗ này khá là đẹp rồi. Rồi xem có con to nào không. Ôi không hết. Không ra hết chài rồi. Ra hết chài sợ nó trôi mất à.
Có không? Không có. Chị phải buộc cái dây vào cổ tay chứ. Không có dây à? Phải có cái dây mà buộc vào. Thì quăng vào trong này này nó quẩn quẩn này chắc. Nó không trôi mất đâu. Đấy. Ờ sâu đấy. Đấy, con gái, con trai. Ui ôi, con to thế. Đúng, dính khung gỗ rồi, không có rồi. Ui, đứa kia gì ăn đấy. Ở đây thì do địa hình cái nước nó nhiều thác rảnh nên là bà con ở đây làm cái chài rất là nhỏ nhé, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, thì đánh bắt những cái vũng nhỏ nhỏ như này thôi, không còn vũng to, không có. Chắc là chài của chị này rách nhiều quá nó không mắc rồi. Thấy mọi người đi đánh bắt rất là nhiều nhé, đồng long các bạn. Và rất tiếc là hôm nay có lẽ là do dụng cụ đánh bắt không hiệu quả, hoặc là do cái nước hôm nay nó quá nhiều nên là không bắt được cá các bạn. Để xem thanh niên hoi này quăng chài có ra được hết chài không. Quăng thế nào? Có quăng nổi không? Đấy, bạn này đã có con lớn này rồi à? Con của em hay con của ai? Con của em á? Lấy chồng ở bên này à? Lấy chồng Minh Ngọc. Em thì nhà ở đâu? Ở Nà Phe này á? Ừ. Thế trước có học Yên Phú không? Thầy có được dạy không nhỉ? Thầy dạy à, đấy. Thế không nhận ra học sinh như này chết rồi. Đã lấy chồng lâu chưa? 2 năm rồi. Thế em là em của chị Nhung hay là em họ à? Ừ, bằng tuổi nhau không? Không bằng tuổi. 27. 27 mà một đứa con rồi. Ấy con trai à? Con gái á? Năm nay mấy tuổi rồi, cháu này được mấy tháng rồi? 12 tháng, thế được 1 tuổi rồi, chắc biết đi chưa? Nó đi được chưa? Chưa. Ừ, thế hôm nay đi xuống đây chơi với chị Nhung à? Thế không lấy xúc đi xúc cá à? Thế à? Thế cuốn kia nó thay quần áo nó cóng à? Đi bắt cá chưa? Các cháu ở trên bản lấy chồng sớm lắm, không đi học đâu là ở nhà lấy chồng. Đấy, hôm nay trời mưa khá là to, nước lũ khá lớn nên là lại lang thang vào trong bản đi xem mọi người bắt cá các bạn ạ. Đấy, nay mình đánh thử xem có được không. Đấy, có phải như này không? Đấy, bao biết đánh đấy. nhưng mà chỗ nào có cá nhỉ? Hả? Ui,
Có cá sao ấy nhỉ? Thế nào? Có được không? Ôi mắc rồi. Toàn đá thôi. Đây. Cá to quá. Không có cá. Chắc chỗ này không có cá. Vứt đi, có. Được con nào? Không có con nào. Chắc phải xuống dưới cái quăng thôi. Cái xuống dưới này xem nào. Đập. Ô, cái này không được đâu. Khó quá lắm. Đây, trả cho thanh niên. Cho gái này đánh xem là có được không. Hay là tại mình không biết đánh. Đấy, cô này biết đánh đấy nhỉ. Ô, có ra đâu. Không ra hết trải. Quả nước xiết quá. Vậy không có cá mấy. Không có cá đâu. Con này rét chưa? Đâu xem chưa cá không? Được nhiều chưa? Được một tí rồi nhờ, được một con cuốt rồi. À, được mấy con. Bé bé. Không có cá đâu các bạn. Này thất thủ rồi. Anh mấy giờ mới về? Chị, anh mấy giờ mới về? Sao về rồi? Sao về rồi? Lên nhà con có cá không? Ở nhà con có cá không? Dạ. Ừ. Cá đâu? À, chưa. Cá chưa, em đi bán hết rồi. Hôm trước được nhiều thì đi bán à? Có số điện thoại anh đâu mà. À. Ừ, tưởng là được nhiều nhiều để dành hôm nào lên để ăn một bữa thế nào, xem mà mọi người nấu kiểu gì. Thế ở đây mọi người hay nấu kiểu gì cái cá này? Lấy lá mon á? Lá sấu à? À canh lá sấu à? Ừ. Canh lá sấu ngon hơn. Lá chua. Nấu canh chua nhỉ? Canh chua nó mới ngon. Một con nhảy đánh đách nhỉ? Này trơn đấy nhỉ, bắt không cẩn thận là nó nhảy mất đấy. Đấy, sau một thời gian đánh bắt thì mấy chị em có được một bữa không? Đừng nhiều quá nên vướng rồi. Cái đủ cá vào đây hết á. Thế cái này là Nhung nó mua hay là chị mua? Nhà em mua. Của anh mua à? Đổ cái to vào cái bé hay cái bé vào cái to? Đó. Xem đủ bữa không? À, đừng muốn bắt canh nhỉ? Này về làm bắt canh chua có thổng lông không? Có mà. Về đồ với anh phải tuân thủ không? Đi đường nào chị? Sau một thời gian đánh bắt thì hôm nay là thất thủ nhỉ? Không có mấy. Không có cá mấy. Đi lên trên nhà bà chị để xem cuộc sống như là gia đình nhà chị như thế nào nhé. Từ trên kia sao xuống được chị? À lên tận trên kia sang à? Thích lội suối. Lội suối này mát. À, đi được mà. Sao? Sâu à? Chỗ này sâu à? Tưởng chỗ hay đi này nó nông lắm hả? Đấy, chị đi trước em đi sau rồi. Chỗ là sâu em biết rồi.
nhìn nước đục này nên là không biết chỗ nào là sâu, chỗ nào là nông. Con trẻ con nó đi đường trên kia về à? Cẩn thận đấy, rơi đấy. Anh đi chăn bò tận đâu? Chỗ cây đa ấy, chỗ này. À, chăn ở bên kia à? Cái bò tối lại đuổi về đây chứ? À. Đây ao nhà chị à? Có nhiều cá không? Một tí á. Ờ. Ô, cá này nó ăn cả lá xoan à? Lá xoan cả chấm ăn mà. Ồ, cả chấm ăn cả lá xoan cơ à? Giỏi nhỉ. Đi lên xem nhà chị ở trên đồi có cái gì. Đấy. Ở đây bà con ở tiết trên lưng chừng đồi nhỉ. Đi thực tế. Đi xe máy lại đi đường bên trên kìa. Ở đây chỉ là đường phụ thôi đúng không? Đường này xe máy không lên được đâu nhỉ? Có mà. Có được á? Ừ, nó cái cầu ấy qua về được chứ ấy, xe đi được mà. Ừ. Thế hôm nay được ít cá này về nấu cái món gì ăn được này à? Sao vậy à? Lá chua. Ừ, cái gì là nó đang mọc lên kia. À, cái mầm riềng à? Cái này. Đây. À. Mình nên ăn cái mầm này á? Ừ. Mầm cây này gọi là cây gì đấy? Gừng gió à? Phải không? Nó cũng giống như của riêng đấy à. Nó lại còn cay, nó ăn ngon hơn. Thế à? Ừ. Em thích ăn loại này á. Nấu về cá này á? Ừ. Ăn cá xong sao cái này ăn cái cá ngon mà đấy. Ở đây có những món gì? Chị ở trong này có những món gì đặc sản nhất à? Ừ. Có những món gì đặc trưng mà bà con ở đây hay ăn ấy. Đấy. Ăn gì đó đặc sản chứ đúng không? Món cá rồi nhỉ? Đúng không? Mới cá thôi đúng không? Cá đặc. Cây này như nó không có lõi mấy này. Đấy, nhà chị trồng được nhiều ngô ấy nhỉ? Hơi tối nhỉ. Ồ. Đấy, nhà to rộng đấy. À, đây đang nấu cơm à? Không, đứa trai nấu đấy, ra cái nồi mang lên. Ừ. Mang nữa anh ạ. Mang nữa. Vâng. Nhỏ nhem hết rồi. Đây, đây. Thế bà này là năm nay 16 tuổi rồi à? Vâng, 29 rồi. Đấy, lớn rồi nhờ. Nhưng đi lại vẫn bình thường gì? Vẫn cháu? Bình thường. Ừ. Kiểu nó biết xấu hổ ấy sao ấy này này. Nó biết nói à, nó cứ. Nó thấy người lạ nó xấu hổ sao nó có dám quay về đây đâu. Nó bị ngứa hay bị làm sao này? Chắc bị sâu gióm rồi, nghịch sâu gióm rồi. Nghĩ em chỉ có sợ toàn lúc nhóm bếp thôi. Nó cứ thích nhóm bếp à? Ừ, xong là hay là lấy thắp đó về xong là đi chỗ nào cũng đốt. Cái váy của em nó cũng đốt chúng này. Cái váy của em bắt nó cũng đốt vào. Thế có sợ nó không cháy nhà á? Ở đây bên này là không gian nước nôi đây à? Ừ. Nước này chị lấy ở trên đồi xuống à? Vâng. Còn nước mạch à? Nước mạch mà. Ô thế cái đường xe máy đi là ở đây bên này đúng không? Thế đi sao không để đường đây? Đây đi lại em đỡ cơm gà em mới khóa rồi nó đi. Sợ nó ra ngoài này nó đi chơi à? Ừ, lại phải đi tìm à? Nó đi nó lạc đấy nhờ. Chó dại cắn đi. À. Thế nó không biết trèo ra ngoài à? Em vào chỗ đấy rồi em khóa cửa vào nó không biết đi. À. Phải khóa cửa. Là nó không đi nữa. Ừ.
Cắt tóc chọc cho nó. Đấy, con gái. Ngồi đâu cô biết nào, quay ở đây xem nào. Cháu. Nó không không nghe được đâu đúng không? Không không. Không chả biết nghe thấy không? Không biết nghe, không biết đáp, cứ thế rồi. Ừ. 16 tuổi. Lớn rồi. Đấy nhà rộng phết đấy. Đấy này em muốn làm là từ 2009 đó. Từ 2009 này. Nó lại vừa làm cái nhà nữa em. Bố mẹ em sắp chết rồi á. Ừ. Cho nên nhà đâu mà anh. Cái này. Này em bên đến nhà đấy. Nhà này chưa to được. Hơn nhà chưa bứng được à, em rồi. Nhà to mà. Em mày cũng thế là anh đi chăn trâu, còn chị thì bình thường ở nhà thì làm gì? Nhà đi nương. Hôm nay đi thấy bà bảo đi đâu chân đi chăn hồ bà thôi. Em ấy nó ở nhà bây giờ đi làm thuê nó hay bị cái gì cái người nó bị dính nóng xong là ra mồi một cái cả người ngứa hết ấy. À. Thì cái gì viêm da cái gì. Viêm da cơ địa. Ở đây. Ừ. Bây giờ có đi làm từ đâu? Ở nhà thế. Thằng em cậu á, à? Em cậu hay em chú? Chồng của em ấy. Chồng á. Chồng của em ấy. Yeah. Bây giờ mới ở nhà thì em mới không biết đi làm gì thì em mới tìm cái này cái kia đi bán được một tí đỡ thế thôi. Ừ. Rồi thì đi lấy hết đi bán, rồi thì lấy được cá đi bán thế mà. Ừ. Thì bây giờ chồng của em thì nó bị thế này có biết đi làm thuê đâu. Từ đứa con hàng tháng rồi thì vất vả. Vất vả nhỉ. Ừ. Anh nằm sói ở ngoài kia bà. Hai vợ chồng mày thì vất vả với đứa con này rồi. Thế chị là nhà ở đâu? Nhà ngoại ở đâu? Bố Phương này. Hả? Bố Phương này. Ờ. Em cậu ấy. À. Bố ấy. À. Là em cậu của em này. Chị là chị cả nhỉ? Vâng. À, trên. Là em này đứa chị. Ừ. Em bọn em là một cô từ nhỏ ấy. Rồi rồi. Chứ... mẹ thì vẫn còn nhưng mà đi một phố phố là thứ mấy? Phố là chị thứ tư. Chị là cả đứa cả thì chị ở Phú Nam đi. À, xong rồi đến chị mới đến em xong là mới đến một cái chị là bao nhiêu tuổi? Nó 40 tuổi rồi đấy. 40 à? Vâng. Tưởng là phải gần 50 chứ. Từ 40 tuổi. Ừ, thế còn trẻ thôi nhỉ. Cái sinh năm 84 à? 85 á. Dạ. 85 ít tuổi hơn mình nhỉ. Ít tuổi hơn thật. Anh cũng năm bao nhiêu? 81 mà. Thế chồng sinh năm bao nhiêu? 84. Ô thế thì còn ít tuổi hơn mình à? Cái này ở đây tiếng Tày gọi là rau gì? Nam Nam Men à? Tức là rau gai thối. Ở dưới anh gọi là khắc lùng đấy. Tức là rau rau anh. Bắc Quang. Ừ. Xấu hổ sao? Nên không quay về đây nhỉ? Xấu hổ. Những người kia rồi. Ừ. Thế đó. Cháu này lúc trước nhỏ có bị ốm đau gì không hả em? Bị ốm đâu. Ốm đâu gì? Có hai nghìn mười một thì bị phẫu thuật về đến bây giờ á. À, phẫu thuật ở đâu? Ở trong hàm bên trong ấy. À, thế là răng nó bị không mọc được à? Răng có nhưng mà nó ăn cái gì nó toàn da muối. À. Được. Yeah. Nó bị hở hàm ếch á? Đấy. À trước là bị hở hàm ếch à? Vâng. Nè. Yeah. Thế bây giờ là liền nhìn sinh gái đấy. Nè. Ơi, quay đây thế nào? Thấy nó ăn cơm á, kiểu nào nó không muốn được, kiểu là sờ chỗ hổ vá kia sờ. Sờ thế nào muốn là cho nó há lên xem nó không há chứ. À. Nó biết xấu hổ đấy, biết bây giờ thành con gái rồi nó xấu hổ hay là từ nhỏ nó như này? Vốn vậy. Vốn như thế à? Vốn như vậy. Đây là em gái chuyên đi
bắt cá nhỉ. Em là hay đi quăng chài với lại nhặt rau rừng à? Vâng, rau rừng, kim măng, kim rách đi bán. Đi bán được bao nhiêu cũng vào đứa này hết này. À. Là xin bên từ thiện được bao quần áo nào không? Không có quần áo á? Vâng. Ôi, quần áo có đợt bọn anh nhiều lắm. Hôm nào có anh để lại cho. Hôm nào anh xin tầm quần áo tầm 15, 16 tuổi để cho em với. Năm nay là 16 tuổi à? Vâng. 16 tuổi rồi. Thế cháu này là bình thường là ăn uống là vẫn bình thường, nhưng bây giờ ăn uống là nó không bị ăn rơi ra ngoài nữa. Vâng, bây giờ ăn được rồi nhưng ăn ít lắm. Ăn ít à? Lớn. Cái tay thì quá. Để tóc dài thì lại không khó gội đầu nhỉ? Không biết chải. Không biết chải. Không biết gội đầu nữa. Có bao giờ để tóc dài không? Không. Tàn cắt chọc cho nó à? Vả quá. Nó không biết buộc tóc rồi, nó không biết thử chăm sóc thì sao. Lúc nào em dạy về em thì đi cái này kia nay kia nổi rồi sao mà rồi. Em còn có thời gian nào chăm sóc chải tóc cho, buộc tóc cho nữa đâu anh ạ. Khổ lắm. Thế là không làm được việc gì, cháu này là không giúp được cái gì đấy, đúng không? Làm được cái gì ấy. Đi làm là em phải đóng cửa, khóa cửa. Về thì còn rửa đống sút nữa, kia cứ lung tung beng nữa mà, nó cứ buồn chỗ nào ngồi chỗ đấy luôn á. Tức là nó không kiểm soát được, nó chưa có ý thức. Thế. Thế còn đi đâu là mình phải khóa cửa. Vâng, khóa cửa hết. Cửa này thì không đi nữa thì nó mới không khóa, đi. Vâng, không ra chỗ kia gì thì khóa hết này. Thế nó... có bao giờ phải đi tìm nó chưa? Có chứ, có một hôm á. Dắt lấy cả một cái mâm nữa đi tận chỗ cái đa to kia. À, không biết ra tận chỗ cái đa. Em bảo là nó bây giờ không được chụp kiểu ảnh nào chứ, đăng lên tìm chứ. Lại đi thấy họ bảo là đi đâu mà đi tìm đứa con. Ồ, thấy nó đi đến bên kia rồi. À. Khổ lắm á. Lúc đấy nó khoảng mấy tuổi? Lúc đấy khoảng 10 tuổi đấy rồi. 10 tuổi. 10 tuổi đấy ạ, đi á. Bây giờ mới khóa. Mới khóa đi, bây giờ nó lớn thế này nữa thì sợ người sợ họ hiếp người, thôi. Người xấu ấy nhỉ, người xấu họ đến. Họ hiếp thôi. Khổ lắm. Thế là nhà chị là có 3 đứa à? Vâng. Đứa. Hai cháu là bình thường, còn cháu này ở giữa là bị khuyết tật hở hàm ếch này, xong là thiểu năng nữa nhỉ, nó không nói được. Thế bình thường bây giờ nói chuyện là kiểu gì? Không biết nói, cứ bảo là ăn cơm, cứ kéo đi ăn cơm, lôi nó đi ăn cơm. Nếu nó không đi thì cứ mú về đặt nó ngồi đâu đi đặt cho nó ăn thế. Chắc vẫn nghe được hay sao ấy chứ. Nó vẫn nghe thấy hay sao nhỉ? Đây này đấy, mình sang bên này là biết à, quay ở đây xem nào. Ê biết xấu hổ ấy, lì lắm chứ. Đi họ bảo là đi thẩm định ấy, đi xem cái nó há mồm há quá cũng không biết làm thế nào. À, tôi không bảo nó được nhỉ, không biết cho há cũng thế nào cũng không được thì kệ thôi, khi nào nó thích làm thì thế. Nó khắc cho đúng không? Nào nghịch. Có mèo bé thì lấy mèo bé về, xong là lấy dầu rửa bát về tắm nó đó. Chết hết bao nhiêu con mèo bé đó. Thế bình thường là vợ chồng chị là làm ruộng với lại anh thì ra anh thì lại bị làm cái gì thế đang nói đi trời nắng ra mồ hôi tí thì cứ cả người ngứa hết thì không làm được rồi đấy. Anh là bị dạng kiểu Zola bị ngứa đúng không? Còn bị ngứa ấy. Thì lăng ben cũng không phải lăng ben. Yeah. Đấy là không phải lăng ben. Viêm da cơ địa kia rồi. Viêm da cơ địa. Cái bệnh đấy rồi. À. Đi khám họ bảo lăng ben đấy xuống về uống mà nhiều có khỏi đâu. Không khỏi. Thế bây giờ là chỉ trông chờ vào mỗi mình chị à? Thế. Đấy làm ruộng nương này. Lấy cái này đi bán rau rừng rau riếc măng riếc đi bán. Mới bán cho anh Đức 100 đi mua thuốc phun ruộng. Trên mưa còn trồng chưa được ruộng là nhiều không? Không, đang có 3 cân giống rồi anh ạ. Thế mới ý thế này mới nhung. Nếu mà ruộng nhiều thì cho nhung ý quang không cho không đủ ăn đấy. Thế là con gái là lấy chồng ở gần đây nhỉ? Vâng. Con rể nó đi làm thuế, con rể nó đi làm được, làm anh ở nhà này sống à?
Cái nó mát khoảng tháng 10, tháng 11 kia mới đi được một thời gian. Mới lúc đấy cũng nóng nhiều mới được. Chứ có một anh về bán cá không mới xem, ô thế thì bị điên ra cơ địa rồi, không làm được đâu. Bị khắp người à? Bị cả người hết anh ạ. Hôm nay lại đi chăn bò à? Ừ, hôm nay trời mưa thế này đi thấy bà chăn bò đấy, bà bảo đau chân. Ở thế anh chả có gì đâu, Thôi cho em thế hôm nay anh em lấy cho anh ít một tí, tiền để thôi anh lấy đi, không, em cho em cho anh biến cháu ra đi thôi rồi. cho cháu Ôi thế cho cháu thì để anh anh xin lấy nhá, ít rau này về nấu, hôm nay không được cá. thế anh lấy hến đi Không có hến đâu, ừ đâu có mà ở trong hến nhưng mà em ngâm ở trong nước thì nhiều mà có mà khoảng cân anh ạ, không? khoảng Khoảng cân à? cân rồi Cân ở đây bao tiền một cân này? mà em đi bán ở ngoài kia hôm trước đó là bà kia cũng thương thôi, đang có một cân nó cho em 24.000. Đấy, đây là toàn cảnh nhà của chị gái hay đi xúc cá nha các bạn nha. Đấy, nay mình thâm nhập vào thực tế cuộc sống của bà con ở đây. Đấy, thấy mọi người cũng khá là vất vả, mỗi người có một hoàn cảnh riêng các bạn ạ. Đấy, có người thì có sức khỏe nhưng mà lại vất về cái khác, người không có sức khỏe thì có tiền nhưng mà lại không có sức khỏe. Sống là quy luật bù trừ các bạn. Đấy, như chị gái đây thì đấy, gia đình có cháu, có một cháu gái không, hoàn toàn là không tự chủ được này. Đấy, giờ lớn rồi này, 16 tuổi mà chưa biết làm cái gì, vệ sinh cá nhân thì cũng không biết. Đấy, rất là vất vả. Thế đứa này tên là Khởi à em? Nhung Khởi à? À Nhung Phấn Khởi. À đây là Phấn à? Khởi là thằng thằng cò lúc đấy đi quăng chài kia gì? Hai cân đấy. Anh đi ăn thử Đâu? đấy, Hến à? khoảng 2 cân Ui đấy, nhiều thế. ngon lắm này, Ui nhiều thế. cho anh Anh đi ăn sợ thử không không ngon như nào, hết được ấy. anh đi Đây, ăn đi, em lấy ra bớt một nửa đi. một Lấy nửa một nửa. em ra mình giang lấy Ở để cho các cháu ăn. thử, Anh thế cho anh lấy đi một ăn nửa thử thôi. à, Lấy đi canh cái này thôi. đây canh cũng đúng rồi, Anh đi nấu, cho anh anh lọc lấy canh cái này. Rồi rồi. Anh thử quay mặt bạn này cho các bạn xem nhé. Đấy, xinh gái, bạn này xấu hổ á. Không không cho xem mặt đâu. đặc sản món này anh ạ. Rồi. Em Anh cảm xin nhá. ơn. Em cảm ơn anh nhé. Cháu này là bây giờ là bây giờ cứ ở nhà này phải có một người trông à? Vâng. Thằng Trung mà có biết đi đâu xa đâu. Sợ họ người xấu vào cũng sợ Đúng mà. rồi, bây giờ mình cũng Đấy. phải để ý Kiểu đấy. lớn rồi ấy. Lớn này là thanh niên nhất người ở đây, mỏ biết họ làm này Đấy, cũng đúng cũng rồi. ngại lắm, Rất lâu nhất mà. là người lạ Đấy, biết đi làm ở đâu mà. ấy Toàn chung nhà là một người với nó thế rồi. nhỉ. Làm Hoàng quay nó quay lại quanh quanh ở nhà chửa thế. ấy ra là mệt đấy, lại Mệt chăm cả mà. con cả cháu nữa thì chết đấy. Thế mới thấy mệt đấy. Cái Rồi gì chẳng có nữa. rồi rồi, rồi thế anh đi về nhá. Vâng, thế anh đi nhá. Rồi rồi Nào đi làm về nhà anh chơi nhá nhá. rồi, ok. Đấy các bạn, nay mình cũng lang thang vào trong bản thì bởi vì ở trong bản này là bà con là hay đi quăng chài với lại đi đánh bắt ấy. Thế là mình cứ thấy trời mưa là mình lang thang vào để xem bà con bắt được nhiều cá không, mà hôm nay thì không được mấy các bạn ạ. Hôm nay mình lại đi lấy được cái rau. Đấy, nhà chị gái đây có nhiều rau rút lắm. Cái rau rau này ăn rất là mùi nha các bạn nhé. Đây gọi là rau rút, rau thối. Đấy. Đấy thì mình cũng rất là tò mò về các hoàn cảnh cuộc sống của bà con ở đây. Thì qua video thì các bác cũng được biết rồi. Đấy, mình lên tận nhà xem và chị gái mà hay đi bắt cá, gia đình hoàn cảnh cuộc sống của chị như nào thì qua video thì ta đã biết rồi. Đấy, cuộc sống khá là khó khăn. Đấy, một hai vợ chồng nuôi
ba cháu, tuy nhiên là có một cháu thì đã lấy chồng rồi, còn cháu này thì bị khuyết tật các bạn ạ. Đấy, hoàn toàn là không làm chủ được bản thân, nên là cũng khá là vất vả các bạn. Đấy, qua video các bác thấy cuộc sống vùng cao còn nhiều khó khăn và phức tạp thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn lại các bác nhá. Đi về là nấu cơm thôi, trời cũng sắp tối rồi.